Đầu video em xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay lên clip tiếp theo nha. Giờ em đi giới thiệu từng mã một. Mã số 1 là một cái đầu đầu tiếp, đầu quay nha. Cái đầu này quay, đầu này của Nhật. Đầu này 3 phần 8 nha mọi người. Của Nhật này, Japan. Japan 3 phần 8. Đầu này thì còn sử dụng ok nè. Đầu này 3/8 nha. Ai cần thì chốt. Tại vì cái đầu này nhiều người rất là cần cái đầu này nha. Mã số 1 50k. Đi mã số 2. Mã số 2 một dao của Nhật nha. Con này của Nhật có chữ luôn Tokyo nha. Con dao này em chưa mài, chưa biết gì hết. Để các bác tự về, các anh các chú tự về làm nó sẽ ưng ý hơn nha. Tại vì cái dao này nó là dao Nhật này. Đó. Thép đồ còn ok nè, nó không có bị hang rỉ gì đó. Này về mà lại là dùng thôi. Thép này rất là bén luôn, Nhật nó làm dao là rất là bén luôn nha mọi người. 23,5. Còn chiều dài tổng thể là 35,5 nha. Còn cái này là 3,5. Đó, mã số 2. 150k nha. Đi mã số 3 là một cái búa của Nhật nha. Búa nhỏ đinh nhỏ. Này là 5,5. Mã số cái này chiều dài là 25 nha. Cái này là 9 cm. Mã số 3 50k. Này dùng để gì mà nhỏ đinh nhỏ hả? Mã số 3 50k. Mã số 4. Mã số 4 là bộ cà lê nha, bộ cà lê của Nhật. Nguyên bộ nó luôn em người, nguyên bộ cà lê. Cái bộ cà lê này dùng để bỏ cốp. Phía sau nó có ghi chữ Japan nha. Đó, Japan. Đây nguyên cây này là bộ này là 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 cây nha. Từ 5,5 đến 11 nha. Đến 11. Đó. Bộ cà lê nhỏ này là từ 5,5 đến 11. Đây là của Nhật hết nha, không có hát tàu leo này nha. Có chữ Japan sao hết. Mọi người cứ kiểm tra thoải mái nha. Đó, nguyên tem nguyên bộ nó luôn. Này bỏ trong xe máy hay sử dụng xe máy hay xe đẹp gì đó. Hay trong sử dụng cái gì đó mọi người tùy nha. 2 4 6 7 7 cây. Mã số 4. 50k nha. Đi mã số 5. Mã số 5. Mã số 5. Mẻ số 5 là một cái da rọc giấy nha. Mẻ này da rọc giấy này của Nhật nha. Cái này bằng nhựa. Đó. Lưỡi của Nhật nha. Lưỡi còn đẹp luôn.
số 5. Mẹ số 5 20. Mẹ số 5 20k. Mẹ số 5 20k nha. Dao rọc giấy mini của Nhật. Lưỡi nó còn mới luôn nè. Đó. Lưỡi của Nhật có tên luôn. Tên nằm ngay đây nha mọi người. Rồi mẹ số 5. Mẹ số 5 20k. Đi mẹ số 6, mẹ số 6. Đây là ke kéo của Nhật nha. Lưỡi nó còn đẹp nè. Chữ nghĩa đang hoàng luôn. Nghĩa này cực kỳ bén luôn. Cái này khi sử dụng thì có thể khóa lại nha, không sử dụng nữa là khóa lại được. Mã số 6 100k nha. Chiều dài cây này là 26 cm. Mã số 6 150k. Đi mã số 7. Mã số 7. Mã số 7 là một cây kìm cộng lực nha. Cây này cực kỳ bén luôn đó. Răng miệng khít. Này bấm thép B40 nha. Bấm thép B40 là ok luôn. Này con này còn đẹp nên không cần phải test gì hết. Mọi người cứ thử đi rồi nhận hàng nha. Không cần phải lo lắng gì hết. Tại vì cây này nó còn mới mà. Răng miệng còn ok hết. Mã số 7 100k. Đi mã số 8. Mã số 8 một cây mỏ lết răng mini nha. Cây này là 10, chiều dài là 15 cm. Enloy. Cây này thương hiệu của Hit nha. Sử dụng bình thường nha mọi người, không vấn đề gì luôn. Đó. Này thay nhiều cái cà lê. Mình bỏ vô cốp xe nó nhỏ gọn nữa. Khi đi đường á, mình bỏ cái này vô rất là tiện luôn nha. Khi nào cần dùng để mở ốc, ít gì đó là ok luôn đó. Không vấn đề gì. Này hàng của Nhật chính hãng luôn. Mã số 8 120k. Đi mã số 9. Mã số 9. Mã số 9. Đây là một cây kìm cộng lực. Cái này chiều dài 300 nha. Này mình CC. Này bấm cap 5 nha, Japan đó. Cap 5 Japan. Răng miệng đều khít luôn này, đó, người thấy khít không? Cán nhôm nha. Này cái này nó có độ điều chỉnh ốc này, muốn siết chặt thêm chút nữa hay nới ra là tùy mọi người nha. Ốc ác còn nguyên luôn, đó. Cái này còn đẹp. Chiều dài là 300mm nha. Mã số 9 170k. Mã số 10. Mã số 10 là con này là Taiko Seiko gì đây. Con này nhỏ đinh nha. Hàng này mới chưa sử dụng luôn nè mọi người. Tem mẹ còn luôn. Đó. Nên là kim nhỏ đinh. Đây cho các bác đóng giày hay làm gì đó. Ai cần thì chốt nha. Mã số 10 70k. Đi mã số 11. Đây là một cây cần tiếp nha. Đây này để mở ốc. Này KTC Kyoto của Nhật. Đây mở rất là nhiều loại ốc luôn nha mọi người. Đó. Mình có thể nới ra mở các loại ốc. Cây này còn đẹp, rất là đẹp luôn. Chưa. Nói chung là cây này sử dụng còn ok luôn. Đây là mở rất là nhiều loại ốc. Đó, kiểu như thế này. Đó, mấy cái miệng nó đều đẹp nha. Mã số 11 200k. Đi mã số 12. 12 là một cái kéo nha. Cây này kéo, cây này là hàng cai. Đó. Có chữ luôn, mấy Isaban luôn, kéo xịn xò luôn nha mọi người, không phải kéo đơn giản.
cái này có thể gỡ ra để vệ sinh nha. Đó, như thế này đó, gỡ ra, thích là gỡ ra, còn không thì kéo cắt bình thường nha, không vấn đề gì nghe, nó không có xúc ra đâu. Đó mọi người thấy không, chỉ cứ khi nào mình dịch ngang về á, mở hết cỡ ra về nó mới tháo ra được thôi, không gài vô đó, rất là tiện luôn. Còn dưới này là cái đuôi của nó là dùng để ăn cua ghẹ nha, này chức năng cua ghẹ. Cái này cắt thịt bò, thịt bò đi ăn thịt bò rồi cắt là rất là ok luôn. Cái này khỏi sảy, cắt bò cắt mực hết sảy con bà bảy luôn. Rồi mã số 12 50k, đi mã số 13, cái kè là cà lê lui chuột nha mọi người. Cái này là RL14, size 14 à. Đây là tiếp 14, đây top CRV nha. Cái này một đầu bằng nè, răng còn rất là đẹp luôn. Một đầu bằng với một đầu lồi nha, đảo chiều được nha mọi người. Cái này hoạt động còn tốt luôn. Rồi mã số 13, mã số 13 100k, đi mã số 14. 14 là một cái cần tiếp 1/2 nha. Cần này là mồi 2,7 gì đây, tôn 371, ký hiệu Nhật đây, Japan. Đó, Japan của Nhật. Cái đầu này, đầu với chốt và còn ok này. Đảo chiều nha, đảo chiều rất là nhẹ luôn. Cái này thì hoạt động thì còn tương đối tốt. Rồi mã số 30 đúng không, nhầm rồi nha mọi người, đâu 30 nhanh vậy. Mã số 14, mã số 14 170k nha, cần tiếp của Nhật, cần này 1/2 nha. Rồi tiếp cây cà lê nha, cà lê một đầu tròn với một đầu khuyết nha. Cây này của Nhật nha mọi người, để em cho mọi người xem. Bát 404606 Japan nha. Đó, này là 15 nha, khóa 15. Đầu này thì sử dụng còn ok, nó chỉ chóc mấy cái nước sơn thôi, ăn thua gì. Đó, chủ yếu là cái đầu nó còn sử dụng đẹp này, đầu nó còn đẹp. Bên đây vậy, đầu bên đây 15 nha, nhưng cái này là đảo chiều. Cái này được cái đảo chiều, đầu nữa đây là không có đảo chiều thôi. Đó, một đầu ấy. Khóa 15 là tìm rất là, hai đầu như thế này rất là khó nha, khó tìm. Mấy cái cà lê khác thì dễ nha. Mã số 15 50k nha, 15 50k. Đi mã số 16. 16 đây là của cây này cũng của Nhật luôn nha. Cái này là 80. Cái đầu này đầu 8 nha, còn cái đầu này đầu 10 đó. Đầu vít còn sử dụng được nha. Cái này không có đảo chiều nha, không đảo chiều nha mọi người, không có đảo chiều. Không đảo chiều nha. Cái hàng này là KTC của Nhật nha. 18. Mã số 16 50k. Mã số 17. Mã số 17 là một cái cây cà lê đa năng nha. Cây này là sử dụng 9, 14, 15-22 nha. Heavy duty Master Warren. Đó, cái đầu nó còn đẹp nha, người xem đầu còn đẹp. Đây cà lê đa chức năng, có nhiều chức năng luôn. Đó, sử dụng 9 đến 14 15, đầu ra là 15 đến 22 nha. Mã số 17 100k. Đi mã số 18, cái kìm này là thương hiệu của Top nha, em này còn mới luôn nữa. Top Japan này 200 này, 200. Dưới này CRV nha, kìm CRV 200, 200 nghĩa là 20 cm á, chiều dài của nó là 20 cm á.
Đó. Em này thì quá đẹp rồi. Em này có hai đầu trượt nha, trượt lên trượt xuống. Rồi mã số 18. Mã số 18 60k nha. Em đi mã số 19. Cái này thương hiệu của Hit nha. Hit. Răng hàm. Cái này chiều dài 24cm nha mọi người. Răng hàm bằng đẹp luôn này. Đó. Cái này nó không có vỏ bọc nha. Tay cầm cái đây nó chống chợt này. Này mã số 19. 80k nha. Mã số 20. 20. Cái này là kiếm chết CRV nha, CRV Kintoni. Răng hàm là còn đẹp này. Này rất là chắc luôn. Nước sơn còn rất là mới luôn nha mọi người. Mã số 20. 20 150k. Đi mày mã số 21. Kìm mũi nhọn nha, chay mát. Chay mát. Này kén kiếp là còn ok này. Kìm mũi nhọn này chiều dài của nó là 16cm nha. Mã số 21 50k. Đi mã số 22. 22. Cái này là kìm điện Fuji nha. Fuji. Này có vỏ bọc nha mọi người. Này chiều dài của nó. Chiều dài cái này là 19cm. Đó. Mã số 22. 22 80k nha. Mã số 23. Con này là kìm nguội Fuji nha. Fuji răng miệng còn đẹp nè. Fuji. Con này chiều dài của nó là 21cm nha. Mã số 23 90k. Mã số 24 là một cái cùm nha, cái cùm bằng nhôm của Nhật. Này có rồi cái đồ xoay nha. Này cầm gì không biết. Ai cần thì dùng nha, nó có nhiều chức năng lắm. Ai mà cần dùng thì nó rất là được việc. Nhiều công dụng. Đó, này của Nhật nha. Japan. Để coi cái độ dài của cần này nha. Cho 25 đi, nới ra nữa hả? Cho 20. 23. Rồi mã số 24 120k nha. Mã số 24 120k. Đi mã số 25. Là một con mỏ led này 300 nha, hiệu Senki của Nhật. Japan. Đó. Rồi, mã số 25 120k. Mã số 26. 26 con này là 20cm nha, cũng Senki luôn. Mấy con này hoạt động bình thường nha. Rồi mã số 26. 60k. Đi mã số 27. Đây là cái cần 3/8 nha. Cần này cần thường nha mọi người. Nhưng mà cần sử dụng được. Đó, nhìn còn mới luôn. Cần này cần thường thôi, không phải cần Nhật đâu. Mã số. Mã số 327 ha. 27 50k. Đi mã số 28. Năm cái kéo nha, năm cái kéo hàng bãi đây. Đo cái ngắn nhất.
ngắn nhất là 15 nha, 15,5 đó, miệng nó còn đẹp này. Này mua về giấy này 21 cm nha, cái này là 17,5. Cái này là 21. Còn cái cây dài nhất này á là 25 cm nha, 5 cây. 5 cây kéo mua về cắt giấy rồi nha mọi người. Mã số 28. 28, 5 cây kéo 60 cm nha. Đi mã số 29. 2 cây hai cái tay quay kiểm nha. Hai tay quay kiểm sử dụng bình thường nha. Này chiều dài của nó là 19 hả? Còn cây dài nhất á là chiều dài của nó là 25 nha. Đó. Mấy cái này sử dụng bình thường. Mã số 900k. Đi mã số. Mã số 30, 30. 30 lần cặp đá mài nha, của Nhật. Đường kính này là 15 nha. Cái lỗ của nó là 1,5 nha mọi người. Đường kính 15. Hai cặp đá mài nha. Rồi mã số 30. 30 là 350k nha. Đi mã số 31, 31. Bè mốt là cái đi mini nha. Này một cái dùng để cầm vô cạnh bàn gì hết. Còn cái này cái đi giữ cố định để mình cưa đồ vật rồi nha. Đó. Này kịp. Này là 8 lạng nha. Mã số 31, 150k. Đi tiếp mã số 32. 32. 32 là cái này là mũi 14 năm nha, mũi khoan bê tông 14 năm. Mũi khoan bê tông của Nhật nha. Mã số 32 60k. Mã số 33 cũng 60k nha. Đây mũi khoan bê tông của Nhật này, ba cạnh này. Đó. Đó cây rồi nha, do các cây sau là nó tương tự nhau thôi. 28 cm nha. Này cũng 60k nha. Rồi cái mũi khoan bê tông này. Mũi này là mũi 12 nha. Mũi 12. Mũi 34 là 60k. Đó. Mũi khoan còn đẹp nha. 34 60k. Còn mũi khoan này mũi khoan gài nha. Mũi này mũi 12. Mũi khoan gài 12. Cho người xem đầu mũi nha. Coi cái ấy của nó, cái này là chiều dài tới 30 nha, 30 cm nha, mũi 12. Mã số 35 100k. Đi mã số 36, 36. Ổ khóa nha, ổ khóa của Nhật nha. May bay anh phe. Này bằng đồng nha, khóa nhỏ thôi, không phải mini ấy. Này ổ khóa lớn đó. Mày mua chốt nha. Anh phe. Mã số 36 50k. Mã số 37 là một cái chảo điện nha. À, một cái chảo địa nướng điện của Nhật nha. Này nó có lỗ cắm nha mọi người, đó, lỗ cắm. Lỗ cắm là dùng cái này để cắm vô này. Đó, cái này cắm vô đây. Rồi điện mình cắm vô. Điện 110 nha, điện 110.
Đường kính của cái chảo này rất lớn luôn. Tha hồ nướng mực, nướng thịt bò, nướng cá. Này là 37 cm nha. Đường kính là 37 cm. Thì mình nướng chỉ cỡ tầm 35 cm thôi. Con cá mới dài cỡ ha. Con cá mới, để coi thử đo từ cái góc này qua bên này. À, nướng một con cá mới dài 35 cm á, 35 cm này thì rất là dài luôn, nướng thoải mái luôn. Chảo này chủ nhật nha, chứ không phải này lấy cái tem dán bày bàn đâu nha mọi người. Đó, chính hãng của nó luôn đó. À, mọi người xem 37 420k nha. Hiện tại cái này mọi người mua về sờ xài cũng được, có cho mọi người test thoải mái nha. Nhưng xài cái ổn áp nó mạnh một tí nha, tại bộ ổn áp mà xài tivi rồi xài không được, không dùng được nha, mấy con nó cháy ổn áp đó. Mã số 37 420k nha. Rồi em đi mã số 38. Cái này là cái tuốt dây điện MC của Nhật. Cái này chỉ cần thay cái bộ lưỡi vô là sử dụng thôi đó. Ai có lưỡi thì chốt nha. Mã 38 80k. Đi mã số 39. 39 là bộ mũi khoan của Nhật nha, khoan sắt đó, ai cần thì chốt thôi. Này chiều dài của cây này là 12 cm nha. Mã số 39 170k. Đi bây giờ em đi qua giới thiệu phần dây điện nha. Dây điện cắt trong máy của Nhật này. Này 2m7. 2m7 nặng 3 lạng, 3 lạng 50k nha. 2m7 nặng 3 lạng 50k. Đó. Này ha, 3 lõi luôn nha. 3 lõi. Rồi, dây này nặng 1m. 1m rưỡi nha. Nặng 1 lạng 2 30k luôn nha. Cái này 4m6. 4m6 nặng 7 lạng nha, 110k. Dây này 3 lõi nha. Này không có ổ cắm, không có phích cắm nha. Này 110k nha, 4m6. Còn này là 5m. 5m nha, 120k. Này 3 lõi. Cái này cũng không có ổ cắm nha. 3 lõi. Cái này là 3m. 38 nha. 100k. 38 100k nặng 6 lạng nha. Này 3 lõi nha, 3 lõi. Này là 4m rưỡi. Nặng 6 lạng 120k nha. 4m rưỡi, nặng 6 lạng 120k. Cái này 2 lõi nha. Đó. Vậy mọi người chú ý cái độ dài và cân nặng của nó để mua cho nó tương ứng nha. Dây điện trong máy thì nó bền rồi, mọi người biết cái dây điện mà trong mấy cái máy Nakita hay ấy rồi nó cắt ra nó bén á. Giờ cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Phí ship là 30k nha, một đơn của một mẻ cũng 30k, mà nhiều mẻ em chỉ tính có 30k thôi. Còn mà mọi người mua nhiều nhiều là em miễn phí ship nha, mua bè uống mẻ gì đó miễn phí ship cho. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh của em dừng clip tại đây nha.